Và tiếp theo sau đây là phần thứ hai của 30 tháng 4 1975, Máu và nước mắt của tác giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền. Xin mời bà con mình cùng nghe tiếp. Ngoài ra, vào buổi chiều 29 tháng 3 năm 1975, khoảng 19 giờ, vì không lên tàu di tản được, tôi trở về nhà. Lúc ấy tôi còn rất trẻ, độc thân, nên mẹ tôi lo sợ không muốn cho tôi đi đâu. Nhưng tôi muốn biết những gì đang xảy ra tại thành phố Đà Nẵng. Vì thế, một mình tôi đã chạy xe đến ngã ba Huế, thì bỗng thấy một đám đông vây quanh trước một căn nhà ở góc phía trái thuộc phường An Khê, quận 2, Đà Nẵng, làm kẹt xe. Tôi phải dừng lại. Trước mặt tôi là một nhóm an ninh Phật giáo Ấn Quang, đang đằng đằng sát khí trực chỉ vào một căn nhà khá khang trang, đang đóng cửa. Bọn này la hét: "Tất cả mọi người ở trong nhà phải đều ra ngoài hết, nếu không thì chúng tao sẽ đốt nhà." Sau một hồi không thấy động tĩnh, tôi nhận thấy trên khuôn mặt của đồng bào ai cũng đều lo sợ. Có lẽ ở gần nhà nên họ biết về những người trong nhà này. Trong lúc đồng bào đang lo lắng, thì bỗng có hai người đàn ông khoảng chưa tới 30 tuổi đã mở cánh cửa ở bên hông trái của căn nhà bước ra. Nhưng thật bất ngờ là khi hai người này vừa bước xuống chưa hết bậc tam cấp, thì bọn an ninh Phật tử liền nổ súng bắn xạ vào hai người này. Cả hai vị đều gục chết trên vũng máu, thân thể nằm vắt ngang nửa trên nửa dưới của bậc tam cấp, nơi thềm nhà của họ. Thấy vậy tôi mới hỏi thăm đồng bào ở đó, và tôi được biết hai vị đó là hai anh em ruột và đều là nhân viên cảnh sát. Trước cái chết của hai vị này, đồng bào đã khiếp đảm, vội giải tán ngay, ai về nhà nấy. Tôi cũng phải rời hiện trường lập tức, nhưng cho đến bây giờ và mãi mãi, tôi vẫn không bao giờ quên được hình ảnh của hai vị, cũng như căn nhà của họ. Tôi vẫn tâm nguyện sẽ có một ngày được trở lại quê hương để tìm cho ra tên họ của những người đã chết một cách tức tưởi và oan uổng dưới bàn tay tàn ác của Phật giáo Ấn Quang, bởi tôi không muốn tên tuổi của họ sẽ bị đi vào quên lãng. Ủy ban lãnh đạo lực lượng hòa hợp hòa giải dân tộc thị bộ Đà Nẵng. Người đứng đầu cái ủy ban này là La Thành Tị, một tên tàn ác đã từng ra tay sát hại đồng bào trong cuộc tấn công phường Thanh Bồ, Đức Lợi. Làm chủ tịch lực lượng hòa hợp hòa giải thị bộ, trụ sở được đặt tại chùa Pháp Lâm, ở số 500 đường Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng, nơi trụ trì của Thượng tọa Thích Quang Thể, chánh đại diện Phật giáo Ấn Quang, Quảng Nam, Đà Nẵng. Tôi vẫn nhớ, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 1975, sau khi đã có công ra tận vùng giặc đón Việt Cộng vào thành phố, lực lượng hòa hợp hòa giải liên tiếp từng ngày cho xe chạy khắp đường phố, dùng loa phóng thanh kêu gọi: "Chúng tôi lực lượng hòa hợp hòa giải thị bộ Đà Nẵng yêu cầu tất cả ngụy quân ngụy quyền, đảng phái chính trị thuộc chế độ Sài Gòn, hãy mau mau tập trung về chùa Pháp Lâm, tức chùa Tỉnh Giáo Hội, giao nộp vũ khí và trình diện." Đối với quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đều chưa biết số phận mình sẽ ra sao. Khi nghe lời kêu gọi đó, họ đã đến chùa để trình diện. Một điều mà chắc nhiều người còn nhớ là lúc chạy giặc, đa số sĩ quan vứt bỏ súng. Khi đến chùa trình diện không có súng, đã bị La Thành Tị, một trong những tên sát thủ trong cuộc tấn công hai phường Thanh Bồ, Đức Lợi, 24 tháng 8 năm 1964. Lúc này là chủ tịch hội hòa hợp hòa giải thị bộ Đà Nẵng, cùng lũ lâu la trong cái thị bộ này, lớn tiếng la lối nạt nộ đủ điều: "Các anh phải giao nộp súng ngắn, vì sĩ quan phải có súng ngắn. Các anh giữ súng lại để tìm cách chống phá cách mạng à, không có súng ngắn chúng tôi không cấp giấy chứng nhận đâu." Vậy là các vị sĩ quan này phải về đi tìm súng, nhưng súng còn đâu nữa mà tìm. Bởi lúc hỗn loạn xảy ra, La Thành Tị đã ra lệnh cho thanh niên Phật tử phải đi thu nhặt hết đem về chất trước sân chùa. Nhưng có vị đã đi đến những hang cùng ngõ hẻm tìm được súng. Có vị tìm được cả chục khẩu súng như M16, AR-15 vác lên chùa. Trong số đó tôi biết có một người là thiếu tá Đỗ Công Hào thuộc tiểu đoàn 10 chiến tranh chính trị
cũng ôm một bó súng. Ông yên tâm đem vào chùa. Nhưng không ngờ khi nộp súng, ông lại càng bị La Thành Tỷ la hét càng to hơn nữa. Các anh có đem hàng trăm súng dài cũng không được, vì sĩ quan thì phải giao nộp súng ngắn. Các anh phải nộp súng ngay, không thì đừng có trách. Đến nước này thì các vị không có súng ngắn, chỉ còn có một cách là về nhà, đem tiền lên chùa để đưa cho lực lượng an ninh Phật giáo. Đám này hễ ai có tiền thì chúng lấy những cây súng ngắn trong cái đống súng ở trước sân chùa trao cho, để nộp và để đổi lấy cái giấy chứng nhận trình diện của thị bộ hòa hợp hòa giải. Thiếu tá Đỗ Công Hào cũng phải đem tiền mua súng. Sau đó ông đã phải vào nhà tù cải tạo T154, đến gần 10 năm sau khi đã bị què một chân mới được ra tù. Và bây giờ, dù đã trải qua những năm dài bị hành hạ, đọa đày, nhưng thiếu tá Đỗ Công Hào vẫn còn giữ được nguyên cái cây súng ngắn. Chẳng biết bây giờ bọn hòa hợp hòa giải Phật giáo có còn muốn đòi thiếu tá Đỗ Công Hào phải trình ra cây súng ngắn nữa hay không? Việt Cộng trả công cho lực lượng hòa hợp hòa giải Phật giáo Ấn Quang. Trở lại với cái gọi là lực lượng hòa hợp hòa giải, sau khi quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã giao nộp vũ khí, thì trước sân chùa một đống súng cao như núi, thì lực lượng hòa hợp hòa giải đã đến tòa thị chính, mời ủy ban quân quản đến nhận súng. Ủy ban quân quản cử Hoàng Văn Lai, ủy viên an ninh, sau Lai là đại tá trưởng ty công an Quảng Nam Đà Nẵng, đến chùa Pháp Lâm. Lai đứng ở sân chùa dằn từng tiếng: các anh hãy trả lời, cách mạng chiến thắng hay Phật giáo chiến thắng? Hòa giải là cái gì? Mỹ ngụy bỏ chạy, chúng tôi tiếp thu chứ có ai đánh đâu mà hòa giải. Còn súng chúng tôi không cần, cho các anh đấy. Bây giờ đến lượt ban lãnh đạo hòa giải, lại Hoàng Văn Lai để y chở đống súng đi, vì để đống súng nằm hoài ở sân chùa thì không tiện. Sau đó ủy ban quân quản ra lệnh như sau: sĩ quan trình diện tại số 03 Duy Tân, ngụy quyền trình diện tại số 12 Bạch Đằng, đảng phái chính trị trình diện tập thể tại số 9 Gia Long. Có người nghĩ rằng đã có giấy chứng nhận của lực lượng hòa hợp hòa giải Phật giáo Ấn Quang nên không đi trình diện nữa, nhưng nhiều vị đã bị bắt vì không có giấy chứng nhận của ủy ban quân quản. Có người xuất trình giấy chứng nhận của lực lượng hòa hợp hòa giải thì bọn an ninh nói: giấy chứng nhận của hòa giải hãy bỏ vào sọt rác vì không có giá trị. Chỉ có giấy chứng nhận của ủy ban quân quản có chữ ký của ông Hoàng Văn Lai mới có giá trị. Cuối cùng, quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa ở thành phố Đà Nẵng phải đi trình diện hai lần. Nhưng may là lần sau không bị đòi nộp súng ngắn nữa. Bây giờ đến lượt cách mạng thưởng công cho lực lượng hòa giải. Qua sự thanh lọc, một số đông bị rớt. Riêng La Thành Tỷ được tiếp tục làm việc trong mặt trận Tổ quốc. Hiện nay La Thành Tỷ là trưởng ban hướng dẫn gia đình Phật tử Quảng Nam Đà Nẵng. Chính quyền Phật giáo. Một điều hơn ai hết, chính lực lượng hòa giải Phật giáo chắc khó quên. Ấy là trong thời gian hơn một tháng từ 20 tháng 3 năm 75, lực lượng hòa giải đã nổi lên cướp chính quyền phường khóm xã thôn, bởi chính quyền cũ có người đã di tản, còn những người kẹt lại. Vì thấy những bộ mặt đằng đằng sát khí của những ông hòa giải nên chẳng ai dám nói gì. Họ cũng tự xưng là phường trưởng, xã trưởng, thôn khóm trưởng, đã làm mưa làm gió, bắt giết người, lập tòa án nhân dân, đấu tố nhiều người. Đến 29 tháng 3 năm 75, Việt Cộng vào thành phố rồi, chúng cũng không hề nói gì mà còn vui vẻ bắt tay các ông hòa giải, gọi là đồng chí. Nhưng sau ngày 30 tháng 4 năm 75, Việt Cộng mới yêu cầu các khôn hội bàn giao chính quyền cho chúng. Điều này đã làm hòa giải Phật giáo bị mất mặt trước dân chúng, nên chính quyền hòa giải nhất định không chịu bàn giao, vì đã nắm quyền hơn một tháng rồi, giết người chẳng ít, bắt giam cũng nhiều. Nên chính quyền hòa giải Phật giáo đòi Việt Cộng phải hợp thức hóa cho họ trở thành những cán bộ lãnh đạo phường, khóm, xã, thôn, vì đã có công lao đưa xe đi đón bộ đội Bắc Việt vào thành phố. Cuối cùng, Việt Cộng tổ chức một cuộc meeting tại đài phát thanh Đà Nẵng. Trong buổi meeting, ban tổ chức đã giới thiệu tên Trần Thận, thường vụ tỉnh ủy Quảng Đà, lên phát biểu như sau: sở dĩ có cuộc meeting hôm nay là do sự đòi hỏi của Phật giáo. Tôi nhấn mạnh là Phật giáo chứ không có hòa hợp hòa giải chi hết á.
vì cái chiêu bài hòa hợp hòa giải là chỉ do Phật giáo tổ chức ra để lừa bịp với chế độ Sài Gòn mà thôi. Chúng tôi công nhận Phật giáo Ấn Quang đã có công đóng góp với cách mạng đánh đổ Mỹ ngụy, nhưng đó là nghĩa vụ công dân chứ không vì thế mà Phật giáo đòi cầm quyền. Hiện nay còn có một số phường khóm xã thôn thuộc các khuôn hội còn nắm giữ không chịu bàn giao cho Ủy ban Nhân dân các địa phương. Phật giáo nên biết, ngày xưa ông Lý Vạn Hạnh là cha ruột ông Lý Công Quẩn, nên Phật giáo muốn làm gì thì làm. Còn hiện nay, ông Đôn Hậu không phải là cha của đồng chí Lê Duẩn và chính quyền cách mạng chứ không phải là Triều Lý. Vậy chúng tôi yêu cầu Phật giáo phải khẩn trương bàn giao gấp. Nếu chậm trễ, chúng tôi sẽ có biện pháp. Nói đến đây, y nổi nóng vung tay hét. Này, đất nước đã có độc lập tự do rồi mà không lo tu thân tăng gia sản xuất để góp phần xây dựng đất nước, mà cứ đòi cầm quyền. Phật giáo lấy tư cách gì để đòi cầm quyền? Ai cho cầm quyền? Phật giáo chỉ có cầm mà. Cầm mà. Cầm mà. Bỗng nhiên có tiếng cười nổi lên. Nhiều bà cười lớn quá khiến tên Thận phải khựng lại rồi không biết phải nói tiếp những gì, nên y nói đại. Ê, cầm à, cầm, cầm, cầm cái gì cũng được nhưng không được cầm quyền. Thích Đông Hậu bắt buộc đồng bào phải đi diễn hành mừng ngày sinh nhật Hồ Chí Minh. Ngày 18 tháng 5 năm 1975, Thích Đông Hậu chỉ thị Tỉnh Giáo hội Quảng Nam Đà Nẵng và Thị bộ Hòa giải tổ chức sinh nhật Hồ Chí Minh tại Chùa Pháp Lâm. Trước khi tổ chức sinh nhật, các khuôn hội tại các quận lân cận và thành phố Đà Nẵng ra lệnh cho đồng bào phải tập trung về Chùa Phổ Đà để bắt đầu cuộc diễn hành chào mừng chiến thắng và dự sinh nhật của Bác Hồ, vị cha già dân tộc. Lực lượng hòa hợp hòa giải đã bắt đồng bào ở các quận như Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An, Hòa Vang phải đi bộ, mọi người phải tay cầm đèn gió để đem xuống thì thắp sáng lên cho nó ra vẻ phấn khởi hồ hởi và gói cơm đem theo để ăn dọc đường, vì có nơi phải đi bộ một ngày một đêm mới tới Đà Nẵng. Trước khi đi, các khuôn hội đã tập dượt cho đồng bào hô khẩu hiệu như sau. Khi những ông hòa giải tay cầm loa phóng thanh mồm hô "Quan hô bộ đội giải phóng miền Nam anh hùng", thì đồng bào phải hô lớn "Quan hô, quan hô". Còn khi mấy ông hô "Đã đảo đế quốc Mỹ và ngụy quyền tay sai bán nước", thì đồng bào phải hô "Đã đảo, đã đảo". Nhưng sau một đêm ngày đi bộ vì mệt và buồn ngủ, nên đồng bào chẳng còn nhớ những gì khác cả, mà chỉ còn nhớ bốn tiếng "hoan hô" và "đã đảo" mà thôi. Tôi vẫn nhớ như in vào đêm ấy đã hơn 1 giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 75, lúc đó tôi đang ngủ, thì bỗng nghe tiếng chân người đi, tiếng ồn ào, tiếng lo phóng thanh cùng với tiếng hô "hoan hô đã đảo". Bây giờ mỗi lần nhớ lại chuyện đêm ấy, nếu có ai thì tôi kể lại để cùng cười, còn nếu chỉ mình tôi thì tôi cười một mình. Đêm ấy khi đoàn người đã bị các ông hòa giải hành hạ, đang đi qua nhà, tôi đã vừa cảm thương đồng bào vừa không nén được tiếng cười khi nghe mấy ông hòa giải tay cầm lo phóng thanh mồm la ơi ới. "Bà con ơi, ai rớt gói cơm?" thì có tiếng của đồng bào đáp trả "Quan hô, quan hô". Nghe vậy mấy ông hòa giải lại la lớn "Bà con ơi, gói cơm ai rớt?" Đồng bào lại hô "Đá đảo, đá đảo". Cứ tiếp tục như vậy một hồi lâu, đồng bào cứ mắt nhắm mắt mở, cũng chỉ biết có quan hô với đã đảo cái gói cơm. Cuối cùng các ông hòa giải tức quá, mới đi tới gần từng nhóm người, tay đập mạnh vào người họ mồm hét. "Gần sáng rồi, tỉnh táo đi, nghe chúng tôi nói đây nè, ai làm rớt gói cơm thì nhận lại, chứ nghe cái gì đâu mà cứ quan hô với đã đảo hoài vậy hả?" Lúc đó đồng bào mới biết là có sự cố. Hai chữ sự cố nằm trong dấu ngoặc nha bà con. Nên biết là lúc đó đồng bào rất sợ hòa giải Phật giáo. Các khuôn hội buộc mỗi gia đình ít nhất phải có một người phải cầm đèn gió đi diễn hành tại thành phố Đà Nẵng để cho nó có hệ thống trước khi diễn hành đến chùa Pháp Lâm. Các khuôn hội dùng loa phóng thanh kêu gọi, yêu cầu tất cả đồng bào hãy tập trung về tại chùa Phổ Đà ở số 340 đường Phan Châu trên Đà Nẵng, tức Phật Học Viện Trung Phần, để bắt đầu cuộc diễn hành trên khắp thành phố suốt đêm để mừng cách mạng chiến thắng. Cho đến ngày 19 tháng 5, trước khi đến chùa Pháp Lâm tại số 500 đường Ông Ích Khiêm để mừng sinh nhật Hồ Chủ tịch vĩ đại. Trở lại cuộc diễn hành, hay đúng hơn là hành diễn, sau khi đã thấy những sự kiện kể trên,
Tôi nghĩ chờ trời sáng sẽ xuống chùa Pháp Lâm xem thử mọi việc ra sao. Khi đến chùa Pháp Lâm, tôi cùng vào với đồng bào diễn hành. Chúng tôi đã chứng kiến Thượng tọa Thích Đông Hậu ngỏ lời nói. Yêu cầu đồng bào từ nay hãy lập tại nhà một bàn thờ thật trang trọng. Phải có ảnh của Bác Hồ kính yêu để thờ vị cha già của dân tộc. Ảnh đang có tại các chùa, đồng bào hãy đến để mua đem về mà thờ. Tiếp theo Thích Đông Hậu. Dân Đà Nẵng thường gọi là Thích Đoạn Hậu hoặc Thích Đâm Hậu. Giới thiệu một cán bộ cách mạng lên nói chuyện với đồng bào. Khi người này lên nói chuyện đã tự giới thiệu tên là Hoàng Châu Ký, Giám đốc Sở Thông tin Văn hóa Khu Trung Trung Bộ. Giáo sư Hoàng Châu Ký sinh năm 1921 tại xã Cẩm Kim, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình khá giả. Ông tham gia cách mạng ngay từ năm 16 tuổi, từ trần ngày 31 tháng 1 năm 2008 tại Đà Nẵng, hưởng thọ 87 tuổi. Hoàng Châu Ký đã ngỏ lời khen ngợi có đoạn như sau. Quý Thượng Tọa, Đại Đức và quý vị thuộc lực lượng hòa hợp hòa giải là những người đã có công với cách mạng, tham gia đánh đổ Mỹ Ngụy thật là đáng ngợi khen. Trước đây quý vị nói là bị Mỹ Ngụy áp bức kềm kẹp không có tự do. Nay cách mạng đã giải phóng không còn ai bị áp bức nữa. Từ nay quý vị tu sĩ đều được tự do ở lại chùa tu hành. Ngoài ra cách mạng sẽ giúp đỡ bằng cách tạo điều kiện cho có đất đai để quý vị được tự do làm chủ, tự do lao động sản xuất, để góp phần xây dựng đất nước và để được vinh dự là không còn ăn bám vào thiên hạ nữa. Còn đối với những người không phải tu hành, tôi biết ở đây có nhiều người có bằng cấp cao như tiến sĩ, bác sĩ, giáo sư, kỹ sư. Các anh sẽ được trọng dụng trở lại, làm việc theo ngành nghề chuyên môn. Bác sĩ trở lại bệnh viện, giáo sư trở lại trường học. Các anh sẽ được bình đẳng như những giáo sư, bác sĩ, kỹ sư cách mạng miền Bắc. Nghĩa là hàng tháng họ được bao nhiêu ký rau muống, bao nhiêu mì chính, thì các anh cũng được lãnh bấy nhiêu. Ngoài ra, muốn cải thiện, nếu ở thành phố không có đất, chúng tôi sẽ giúp cho các anh có điều kiện để tự do nuôi heo, tự do nuôi gà, tự do nuôi vịt, tự do. Hoàng Châu Ký còn nói thêm nhiều thứ tự do nữa, nhưng sao tôi thấy trên từng khuôn mặt của những vị trí thức này bỗng nhiên trở nên nhợt nhạt khi biết mình đã có đầy đủ những thứ tự do. Trong lúc y còn nói chuyện, nhưng chúng tôi không thể đứng nhìn những đồng bào tội nghiệp của mình, mà chúng tôi biết chắc chắn là họ phải nằm đường, ngủ chợ, lê lết một ngày, một đêm nữa mới trở về đến nhà của họ, nên chúng tôi phải ra về. Phần thứ hai đến đây đã chấm dứt. Xin mời bà con mình nghe tập cuối là tập thứ ba.